mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thủy Tiên nhẹ đầu sang Miss Grand International, báo tin vui cực khủng ngay khi về Việt Nam, biết tên nào quát cày cú. Thủy Tiên của ngày hôm nay đã là Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Những gì người khác thấy ở cô là vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm, phong thái tự tin, cuốn hút. Thế nhưng không phải ai cũng biết điều làm nên con người của Thủy Tiên hôm nay là chính là những ngày tháng mất ăn mất ngủ, sức khỏe yếu đi và lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã đăng tải loạt ảnh được bà Teresa, Phó Chủ tịch Miss Grand International làm phó nháy. Nhìn vào bài đăng được nàng hậu chia sẻ, có thể thấy chân dài thành phố Hồ Chí Minh vô cùng rạng rỡ, nhan sắc kiêu sa của Thủy Tiên cũng ăn trọn điểm 10 từ cư dân mạng. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào bức ảnh, một số cư dân mạng đã soi ra được những sợi bạc chi chít trên mái tóc của người đẹp 9X. Ngay lập tức, hình ảnh này của Thủy Tiên làm người hâm mộ vô cùng lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp đã hoạt động với lịch trình vô cùng dày đặc, khiến cho cô nàng không có nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Mới đây, trong một lần livestream, bé Hai, trợ lý của Thủy Tiên, chia sẻ thông tin Thủy Tiên sẽ phải đi khám sức khỏe tổng quát sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào đêm chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Trong thời gian sắp tới, Thủy Tiên cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Trong đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, khi thực hiện màn Final Work đầy ý nghĩa, Hoa hậu Thủy Tiên đã tâm sự rằng cô đã làm việc không ngừng nghỉ hơn 300 ngày qua, từ khi nhận vương miện Miss Grand International 2021. Nàng hậu chia sẻ, dù có đau chân, mệt mỏi vì thiếu ngủ, khi bước chân ra ngoài, tôi đều cố gắng mạnh mẽ. Đây là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tôi muốn mang đến thế giới. Tôi hy vọng mình đã không làm mọi người thất vọng. Chứng minh cho những chia sẻ của Thủy Tiên là hoàn toàn thật, thì mới đây, một đoạn clip đã ghi lại toàn bộ quá trình làm việc của nàng hậu trong đêm chung kết của Miss Grand Việt Nam 2022. Đoạn video cho thấy công tác chuẩn bị cho Hoa hậu Thủy Tiên diễn ra rất nhanh, khiến nàng hậu còn không kịp nhìn xung quanh, sau đó hối hả bước ra sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, càng khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, trợ lý của Hoa hậu Thủy Tiên đã đăng tải đoạn tin nhắn thể hiện sự bất lực khi người đẹp có nhiều công việc đến nỗi, lịch trình dày đặc nối tiếp nhau. Khi bạn 23 giờ có job mà hơn 20 giờ bạn vẫn còn ở nước ngoài, nam trợ lý viết trên trang Instagram cá nhân. Theo đó, khi được hỏi, kịp 11 giờ về nhà không ta, Thủy Tiên đã khẳng định chắc nịch rằng, kịp. Tuy nhiên, chuyến bay của nàng hậu lại di chuyển chậm đến nỗi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phải miêu tả tình hình cho quản lý. Chỉ chuẩn bị bay nè, mà chỉ chưa bay, chỉ mới thấy máy bay di chuyển nhẹ, giờ chỉ bay nha bé. Ai khoan đã, nó vẫn đang đi chậm chậm thôi, nhưng đèn tắt rồi, chắc chuẩn bị bay đó. Việc Hoa hậu Thủy Tiên làm việc không nghỉ suốt hơn 300 ngày qua khiến sức khỏe nàng hậu giảm sút nhiều, khiến netizen đặt ra câu hỏi, liệu người đẹp có phải đang bị chèn ép trở thành công cụ kiếm tiền của ông Nawaz không? Vì trước đó, chủ tịch Nawaz từng livestream chia sẻ rằng, tiêu chí để ông chọn làm hoa hậu phải là người biết làm việc và kiếm ra tiền. Chia sẻ này của chủ tịch Nawaz cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số netizen đều cho rằng, những phát ngôn của ông về chuyện tìm người kiếm được ra tiền là không đúng với những cuộc thi hoa hậu. Bởi họ cho rằng, tổ chức cuộc thi hoa hậu là tìm kiếm người vừa có tài, vừa có sắc, giúp ích cho xã hội và cộng đồng, chứ không phải đơn thuần là kiếm tiền cho ông và Miss Grand International. Bỏ qua những ồn ào trên, mới đây trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh khoe tin vui khi trang cá nhân của mình đã chính thức giành được 1,7 triệu lượt theo dõi, chỉ chưa đầy một năm. Con số này tăng lên nhanh chóng từ 58.000 lên đến hơn 1,7 triệu người theo dõi. Đáng nói là từ sau khi đăng quang đến sát ngày tổ chức cuộc thi Miss Grand International 2022, Thủy Tiên được 1 triệu follower và mãi đến khi hết nhiệm kỳ mới đạt được 1,5 triệu. Và giờ đây con số liên tục tăng, khiến nàng hậu vui mừng khoe lên trang cá nhân. Trong khi Thủy Tiên được tăng lượt người theo dõi, thì tài khoản của Miss Grand International lại trên đà sụt giảm. Trong cuộc thi Miss Grand International 2022, đại diện của Việt Nam là Đoàn Thiên Ân không thể giành được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn nồng nhiệt chào đón cô nàng về nước. Đáng nói là dù cuộc thi đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn rần rần bởi những câu chuyện hậu trường khiến dư luận xôn xao.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.